Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui hôm nay thì mình lại có một video mới muốn chia sẻ các bạn. Đó chính là về một số cái chiếc loa. Đó chính là các bạn nhìn thấy đây thì chiếc loa nghe nhạc, một loa bass và một loa mic. Thì con này của mình là bass 20. Con này là 10. Thì tại vì sao thì hôm nay thì mình lại muốn chia sẻ với các bạn video này. Như các bạn thấy thì đó, cái phần núm loa này nó đang bị móp, trông rất là xấu. Nếu như các bạn thường thấy thì cái loa ở nhà chúng ta thì nó đóng một cái phần vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà trang trí nội thất nhà cửa, hoặc là nó đem lại cái cảm giác thật là đẹp trong cái phòng khách của chúng ta. Nếu như thì những cái loại loa khác thì có ê căng thì người ta thường bọc vào với cái tiếng độ vang và ấm của loa bass. Thế nhưng mà có một số loại loa thì họ lại không có ê căng để bao trùm cái phần viền này. Thì dẫn đến là cái việc mà nhà mà có các bạn trẻ nhỏ ấy thì các bạn thường hay lấy tay các bạn ấn vào cái loa như này thì dẫn đến là bị móp cái loa. Nếu như để nguyên như thế này thì nó sẽ rất là mất thẩm mỹ, kể cả mà người sử dụng hoặc là khi khách hàng, hoặc là khi nhà bạn có khách đến thì người ta nhìn vào người ta cũng thấy có vẻ là không được thích lắm. Thì chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta khắc phục làm sao để cho cái loa nó quay trở về vị trí ban đầu các bạn nhé. Thì đây chính là một cô mic của mình. Thì bây giờ mình sẽ ấn bẹp một núm như thế này. Như các bạn thấy thì nếu như bẹp như này thì chúng ta không thể nào làm cho nó lên được như này, đúng không ạ? Rất là xấu. Giờ thì mình sẽ chỉ các bạn cách. Có rất nhiều cách. Đó là cách các bạn có thể là dùng cái xăng thơm các bạn đổ vào đây. Đấy, các bạn bóc cái màng loa ra rồi các bạn dán lại. Cách thứ hai là cũng có một số các bạn dùng, đó chính là sử dụng cái máy hút bụi cũng được. Và cách thứ ba là cách các bạn khò cái bằng cái máy sấy tóc thì nó cũng lên được cái núm này, nhưng thời gian nó rất là lâu. Và cách thứ tư thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách đơn giản hơn, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng băng dính. Ở đây thì mình sử dụng băng dính điện các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng băng dính trắng cũng được, hoặc là băng dính điện cũng được. Thì các bạn bóc cái phần băng dính này ra, sau đó các bạn sẽ dán vào cái phần móp giúp mình. Sau đó thì các bạn sẽ vân nhẹ nhàng làm sao cho cái băng dính nó ăn hết cái phần móp của loa này nhá. Rồi, đây là những cái cách mà mình thường làm. Còn không biết thì hôm nay nó có thực hiện được hay không thì ngay bây giờ mình sẽ giật ra. Các bạn giật một cái như nào, các bạn thấy thì hiện tại loa đã hết móp. Thì đây chính là cái cách mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn, mà cách chúng ta khắc phục cái loa mà nó bị móp đầu do cái vấn đề mà do ngoại lý nó tác động, là do trẻ em hoặc là do một cái gì đấy mà loa không có ê căng mà bảo vệ mà nó bị móp. Thì tương tự như cái loa bass này thì các bạn cũng thực hiện tương tự. Thì thay vì cái băng dính đen thì chúng ta sẽ sử dụng cái băng dính trắng nhé các bạn nhé. Thì tuy nhiên thì nó có một cái sự lưu ý là các bạn phải nên nhớ rằng là nếu như đối với những cái loại loa bass mà cái núm mà nó bằng giấy như thế này thì khi các bạn giật lên thì các bạn thao tác phải làm sao giật thật nhanh một lần để chắc chắn rằng cái núm của chúng ta sẽ lên thành công. Nếu như các bạn giật đi giật lại nhiều lần thì cái núm nó sẽ mất zin, tức là loa sẽ bị móp rồi các bạn. Thì nó mất zin, nó bong mất những lớp giấy này, thì các bạn nhìn nó cũng khi khắc phục lên rồi thì nó cũng khá là xấu. Rồi thì cái video ngày hôm nay mục đích của mình muốn chia sẻ các bạn về cái cách mà chúng ta sẽ khắc phục một cái loa móp trong cái hệ thống âm thanh của chúng ta trong từng gia đình. Đến đây là hết. Nếu các bạn có khó khăn hoặc là có vấn đề gì chưa hiểu thì hãy comment lại bên dưới giúp mình nhé. Mình sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những vấn đề.
và mình sẽ gửi lại các bạn trong các video lần sau. Rồi, video của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.